Lẽ ra tôi không nên gọi anh đến đó. Tại sao cô lại nói xin lỗi? Cô làm vậy cũng muốn tốt cho tôi thôi mà. Anh sẽ rời đi sao đi Vi? Dân. Được rồi. Hôm nay tôi sẽ không ngăn cản anh nữa. Mọi người ăn uống trước khi về nha. Tôi sẽ đem đồ ăn ra ngay. Rachi, nhanh lên giúp chị đi. Đến giờ rồi, nhanh lên. Adu đâu rồi? Adu, em ấy mới ở đây mà. Sao chị lại khóc vậy đi? Anh ấy sắp rời đi rồi Adu. Ủa Adu, cậu đang làm gì ở đây vậy? Chân còn đau, đừng đi lại nhiều quá. Divi, tôi xin lỗi. Adu, không sao đâu. Cậu đã nói xin lỗi rồi mà. Cậu định nói xin lỗi suốt đời hay sao? Nếu tôi nói xin lỗi cả đời mà khiến anh quyết định ở lại đây thì tôi cũng chấp nhận. Adu, một ngày nào đó tôi cũng phải trở về nhà. Chỉ là tôi về sớm hơn một chút thôi. Vậy thôi. Divi, tôi xin lỗi không phải cho tôi, mà là thay mặt chị của tôi. Đáng lẽ chị ấy không nên làm thế Divi. Không biết chuyện gì xảy ra với chị ấy nữa. Chị ấy cư xử lịch sự với tất cả mọi người, nhưng với anh thì chị ấy không như vậy. Chị ấy đang quá bao bọc tôi. Tôi biết chị ấy thương tôi, nhưng mà cô ấy không chỉ thương cậu Adu. Cô ấy còn rất lo lắng cho cậu đó. Và cậu nên biết ơn vì điều đó. Hiếm ai yêu thương cậu nhiều đến như vậy. Cậu nên tôn trọng tình yêu của chị gái mình. Được chứ? Ai mà không phạm sai lầm chứ? Chị của cậu rất tốt bụng. Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy và tôi ngay từ đầu đã không hòa hợp được với nhau. Không sao đâu anh bạn, chuyện này cũng thường xảy ra mà. Nhưng cậu nên biết rằng cô ấy yêu thương cậu vô cùng. Cho nên hãy cố gắng hiểu cho cô ấy. Divi, ở lại đây được không? Ru, anh thậm chí còn chưa đi tham quan Ban Chani này đúng cách nữa mà. Và với lại, Adu, Adu à, ngồi xuống đi. Cậu có thể đưa tôi tham quan sao? Trước hết phải đợi chân cậu lành hẳn đã. Tôi sẽ quay lại đây vào năm sau. Đến lúc đó chân của cậu sẽ ổn thôi. Và sự khó chịu của chị gái cậu cũng sẽ giảm bớt. Tôi sẽ nhớ anh lắm Divi. Đợi chút. Giữ cái này đi. Bất cứ khi nào cậu ghi bàn, hãy nhớ đến tôi. Divi à, không được đâu. Đường, cứ giữ lấy nó đi. Chúc may mắn. Divi à, cảm ơn anh rất nhiều. Sếp à, có việc gì thì cứ báo tôi làm nha. Cô làm gì ở văn phòng chưa đủ à? Không có việc gì đâu, cô có thể về. Này nữ quan, con đi đâu vậy? Con không định nhận lấy lễ vật của thần linh sao? Thần linh ban phước cho con. Nghe này, tuân thủ nhịn ăn trong 16 ngày thứ hai, chồng con sẽ sớm trở về và con cũng sẽ giảm cân, có hiểu chưa? Muda, còn nhiều việc đang đợi ở văn phòng mà. Sao cô còn đứng đây buôn chuyện? Sếp, sếp cái gì? Mau đi đi, đến văn phòng đi, nhanh lên. Mina, bà ơi, Sanji. Dân ông Yada, ông đã nói với mục sư đến đây để thực hiện nghi lễ cho ngày mai. Cảm ơn ông Yada. Ừ, thần mới vừa về đây thôi mà sắp phải đi rồi. Ước gì còn có thể khiến ngài ở đây lâu hơn. Chị không thể giữ thần Ganet, nhưng chị có thể giữ chân một người đó.
Chị à, Bibi sẽ về Mumbai, không quay lại nữa. Về luôn sao? Vâng, tại vì người ở đây hiếu khách quá mà. Tốt quá, thần linh đến đây. Và kẻ rắc rối đã rời đi. Nào con, hãy ăn đồ ngọt vì niềm vui này. Ăn nhiều đồ ngọt thì có ích gì hả Unka? Khi cái miệng của cô lúc nào cũng nói lời cay đắng. Dì ơi, con nói lời cay đắng, nhưng con chỉ nói sự thật thôi mà. Thôi bớt đi. Tôi chẳng biết có phải sự thật không, nhưng cô lúc nào cũng nói chuyện khó nghe. Adu à, em vẫn chưa ăn trưa đó. Ngồi đi, chị sẽ lấy đồ ăn cho em. Em không đói. Sao không đói chứ? Không đói cũng phải ăn. Ngồi đi, chị cũng sẽ gọi Prachi xuống ăn. Prachi, Prachi, này. Nè, có chuyện gì vậy hả? Không có gì đâu chị. Em đang định đi xuống dưới nè. Nói chị nghe, có chuyện gì? Không có gì đâu chị. Có gì đó không ổn, Prachi. Nhanh lên nói chị nghe. Thực ra em đang đấu tranh với chính mình. Chị ơi, bên nhân sự đã gọi cho em. Họ hài lòng với công việc của em, nên đã cất nhắc cho em một việc làm cố định tại công ty. Cái đồ ngốc này, đây là tin tốt mà. Sao em lại buồn bã vậy hả? Em đã nói với Sunil chưa? Rồi chị ơi. Dạ, cậu ấy không vui sao? Anh ấy rất vui. Anh ấy cũng chúc mừng em, nhưng cái gì? Thực ra thì chị ơi, gia đình anh ấy rất bảo thủ. Trong gia đình anh ấy không chấp nhận chị có một người phụ nữ đi làm. Chị ơi, chúng em muốn kết hôn, cho nên anh ấy đã nói tốt hơn hết em không nên chấp nhận công việc này. Sunil đã nói như vậy sao? Chị ơi, thật ra thì như vậy cũng tốt. Tại sao em phải chấp nhận công việc và mời gọi rắc rối chứ? Gia đình Sunil khá giả. Vậy tại sao em phải chịu áp lực công việc? Sau khi chúng em kết hôn, em sẽ tận hưởng cuộc sống mới của mình. Em sẽ mua sắm thật nhiều. Em cũng sẽ tổ chức các bữa tiệc. Và em sẽ thấy thoải mái hơn. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, với điều kiện nó phải theo những gì em muốn. Nhưng theo như chị thấy thì em thích có một công việc và cuộc sống độc lập. Lúc trước chị đề nghị em vào làm trong trang trại, em đã từ chối và nói rằng em không muốn tham gia công việc kinh doanh của gia đình chúng ta. Em muốn tự mình làm điều gì đó. Vậy em sẽ làm ngay bây giờ chị nhé. Em sẽ xây dựng ngôi nhà của riêng mình và trang trí nó. Nếu không phải là người quản lý công việc, em sẽ là người quản lý gia đình. Prachi, làm nội trợ cũng có cái khó và cái dễ, như là một công việc ngoài xã hội vậy. Gia đình được tạo thành bởi con người. Em chỉ có thể khiến cho gia đình em hạnh phúc khi bản thân em thấy hạnh phúc. Em sẽ hạnh phúc khi Sunil thấu hiểu được cảm xúc của em. Nghe nè, Sunil và em không nhất thiết phải có cùng quan điểm với nhau, nhưng điều quan trọng là mặc dù quan điểm khác nhau, nhưng cả hai em phải hiểu được cảm xúc của nhau và phải tôn trọng lẫn nhau. Hiểu chưa? Chị ơi, em bối rối quá. Không sao đâu. Coi như đây là một bài tập thể dục cho trí não đi. Cố lên, xuống dưới nhà và ăn trưa. Sau đó em mới có sức để dắt ốc suy nghĩ tiếp được chứ. Chị cũng sẽ nghĩ giúp em, chịu không? Suman, em đang cầu nguyện thần linh điều gì vậy? Nhớ cầu luôn cho cả năm sau nha. Đừng làm phiền em. Em nói bằng tiếng Marat hả? Dân, đi đi, đừng làm gián đoạn lời cầu nguyện của em. Thần linh ơi, cô ấy đang cầu nguyện hay là biểu tình vậy chứ? Cô ấy không hề di chuyển. Có chuyện gì vậy bà nội? Nhìn bà ngoại con đi. Bà ấy cầu nguyện nãy giờ rồi đó. Bà cũng muốn cầu nguyện mà. Được rồi bà. Bà có thể cầu nguyện sau ạ? Bà có thể cầu nguyện vào buổi tối. Buổi tối, nếu bà quên thì sao? Vậy thì viết ra giống như em đi. Mau đi và làm bài tập về nhà đi. Nhanh lên. Hãy để em cầu nguyện trong yên bình. Cả hai bà đều cầu nguyện những điều giống nhau mà. Đều muốn cầu nguyện cho chúng con, nên hãy cùng nhau cầu nguyện đi. Nhanh lên giúp chị đi. Nhưng kiểu cách của bà ấy khác bà đó con à. Đúng đó, chúng ta khác nhau. Phong cách cầu nguyện của chúng ta khác nhau. Hai bà ơi, con đi chào tạm biệt anh DV đây.
Cậu ấy rời khỏi đây. Bây giờ sao? Dân ạ. Về Mumbai hả? Dân, bà đi cùng với con. Đi nào, con cũng sẽ đi tiễn anh ấy. Này, đợi bà đi cùng với. Được rồi, đi nào. Dân thưa mẹ, con sẽ về sớm. Mẹ đừng lo lắng nha, con sẽ đến đó. Dân ạ, tạm biệt. Lúc nãy cậu về mà chưa ăn gì cả. Tôi đã mang đồ ăn tới. Thực ra thì tôi sắp rời khỏi đây, cho nên tôi muốn nói một vài điều. Dân, tôi đã đọc những di chú cậu đưa cho tôi. Rất tốt. Cảm ơn. Và cảm ơn cậu gì? Chiếc áo khoác mà cậu tặng cho Adu. Còn nữa, hôm nọ sơ sinh bị hư và cậu đã sửa giúp tôi. Cảm ơn cậu một lần nữa. Và bà nội nói với tôi rằng cậu đã chỉ cho bà một số bài tập làm giảm chứng đau đầu gối. Cảm ơn. Có lần kính của bà bị dở, tôi cũng đã sửa nó rồi. Vậy sao? Cảm ơn. Còn có lần tôi giúp ông Yadai đẩy Yadu nữa. Vì vậy, vì điều đó, nhưng tôi không cảm ơn vì điều đó. Ông Yada đã lao đi cùng sơ xin. Được rồi. Tôi nghĩ tất cả lời cảm ơn đã kết thúc. Cô có muốn nói điều gì khác nữa không? Ngồi đi. Ngồi xuống. Nào. Phong cách nói xin lỗi thông qua hình thức cảm ơn của cô rất độc đáo đó. Chỉ có cô mới có thể tìm ra cách độc đáo như vậy thôi. Cô Sanchi, tôi đã hiểu những gì mà cô không thể nói rồi. Cảm ơn. Cảm ơn vì mang đồ ăn tới và vì lời xin lỗi độc đáo thế này. Cô nói gì? Tôi không nghe rõ lắm. Tôi thật sự xin lỗi. Sao hả Sanchi?
Cô đã tốn quá nhiều thời gian chỉ để nói một lời xin lỗi đó. Tôi không quen với nó. Với cái gì? Với lời xin lỗi sao? Xin lỗi. Sao chứ? Xin lỗi. Cô nói gì? Tôi nghe không rõ lắm. Tôi thật sự xin lỗi. Sao hả San Ji? Cô đã tốn quá nhiều thời gian chỉ để nói một lời xin lỗi đó. Tôi không quen lắm. Không quen? Đó xin lỗi hả? Không quen mắc sai lầm. Cô San Ji, tôi đã ăn trưa quá là no rồi. Làm sao tôi có thể đi được đây? Tôi nghĩ tôi sẽ có một bữa ăn tối nhẹ nhàng hơn. Bữa ăn tối này sẽ nhẹ nhàng thôi. Cô San Ji, đây là lời cảm ơn dành cho cô nè. Chị ơi, em vui quá. Cuối cùng chị đã trở thành bạn của DV. DV sẽ ở lại đây. Ngày mai là ngày ngâm mình, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Chắc chắn sẽ vui lắm đó. Vậy thôi chị. Chị đã bảo em phải nghỉ ngơi mà. Ai cho em chạy tới chạy lui cả ngày hôm nay vậy? Ra chị không làm gì cả, em phải làm mọi thứ đó chị. Đứa em lém lỉnh này, em đang nói xấu chị mình sao? Em ấy đã mang sữa cho em sáng nay, chị đã nhìn thấy. Nhưng chị ấy đã mất tích từ lúc đó. Thần Linh ơi, em phải gọi chị chứ. Có cần gì thì còn có chị mà. Từ giờ phải đi lại cẩn thận hơn đó. Nếu không thì sao? Chị định bẻ gãy chân em sao? Nó đã bị gãy sẵn rồi đó. Không không, ngủ sớm đi, không được xem tivi đâu. Em toàn xem đá banh đến khuya không à. Ngủ ngon, ngủ ngon. Raji. Em vẫn chưa ngủ sao? Em định ngủ đây chị. Ngày mai chị cũng phải thức dậy thật sớm. Được rồi, nghe này. Ngày mai em có nhà không? Có chị ơi, mai em có một cuộc họp. Nhưng em sẽ kết thúc và về nhà sớm. Em sẽ về nhà trước lễ ngâm mình được chứ? Vâng, được chị ơi. Tốt, giờ thì đi ngủ thôi.
Thật ra, chị ơi, em đang đấu tranh với chính mình. Em bối rối lắm. Các giấy tờ sẽ được nộp tại tòa án vào ngày mai. Cảm ơn. Để xem họ sẽ hẹn chúng ta vào ngày nào. Trường hợp của cô rất có lợi. Không cần phải lo lắng gì cả. Tôi vẫn còn rất lo lắng đó ông Ga. Vì chỉ khi vấn đề được giải quyết, chúng tôi mới có thể đạt được một thỏa thuận tốt. Sau khi giấy tờ được nộp xong thì mọi thứ sẽ được tiến hành nhanh chóng. Với lại những ghi chú mà cô đưa cho tôi hữu ích lắm đó. Cô Sanchi, nếu không có những ghi chú đó thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Ngay cả những người biện hộ tốt nhất cũng chưa chắc làm được những ghi chú như vậy. Cô đã làm nó như thế nào? Những ghi chú đó không phải do tôi làm. Vậy sao? Còn ai hiểu rõ vụ án này đến như vậy nữa sao? Tôi có một người bạn. Bạn bè? Thật sao? Em định đi đâu mà chăm chút vẻ ngoài quá vậy? Trông em có đẹp không? Có chứ. Giờ anh là đẹp nhất. Hôm nay anh không muốn em đi đâu hết đó. Thôi mà ra đi. Em có việc quan trọng cần đi. Nếu không thần linh sẽ không hài lòng đâu. Thần linh, em định qua nhà của gia đình Rahu sao? Vâng, anh đi cùng em đi. Em suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Em không thấy anh họ. Anh bị họ sỉ nhục nặng nề. Em còn bắt anh đi cùng em đến đó. Tradip, tượng thần Ganesh đang được trưng bày ở đó. Đúng là ngu ngốc. Đi đến nhà ba em, chứ đừng có đến chỗ thần linh. Hãy đi và cầu xin gì đó từ ông ấy. Ba của em nhiều tiền lắm mà. Nếu anh không muốn đến đó cũng không sao. Em sẽ đi một mình. Nếu em muốn đi thì cứ việc đi. Nhưng đừng cầu nguyện có một đứa con như mọi năm nữa. Ngay cả thần linh chắc cũng chán ngấy rồi. Anh không nghĩ thần linh muốn ban cho em một đứa con. Thay vào đó hãy cầu xin thần linh ban cho em một chút thông minh đi. Đúng là ngu ngốc, làm hỏng tâm trạng của anh. Em sẽ cầu nguyện sự thông minh cho em và sự bình an trong tâm hồn dành cho anh. Nếu em muốn cầu xin thì xin điều gì đó cho Sanchi đi. Tâm trí của cô ta mới cần được bình an đó. Con nhỏ đó cứ phá đám chuyện tốt của anh. Đúng là bực mình. Buổi lễ tôn kính đã diễn ra rất tốt. Đúng quá suôn sẻ. Cảm giúp tôi. Thật tuyệt vời. Được rồi, con đã chuẩn bị gia đu cho nghi lễ ngâm mình của thần linh. Giờ con nên làm gì tiếp theo ạ? Không cần làm gì nữa đâu con ạ. Con đã làm việc từ sáng đến giờ rồi. Chắc là con mệt lắm rồi hả? Không sao đâu bà ngoại. Nếu con làm tốt việc dành cho thần linh thì ngài ấy sẽ phù hộ cho cuộc sống của con. Phải không anh bạn? Ý anh là Adu. Gì chứ? Sao cô ta đến đây? Chị dâu, xin chào. Pradeep đâu chị? Anh ấy có chút gì, vì thế anh ấy không thể đến được. Không sao đâu, chị đến là tốt. Nhưng sao chị còn đứng ở đây? Mau vào trong đi. Cô ấy đến một mình thôi. Làm sao chị tốt lành thế này mà lại có ma quỷ xuất hiện chứ? Bà nội, bà ngoại, chị dâu nè. Chân em thế nào rồi? Đỡ hơn rồi. Tốt. Chào. Em chào chị dâu. Chào. Con đi pha trà nhé. Sao con phải pha trà chứ? À, em vừa mới về mà. Ngồi đi. Chắc em mệt rồi. Chị dâu, em sẽ pha trà cho mọi người. Em làm được mà chị. Cậu có uống trà không? Không, thực ra tôi không uống trà. Nói có đi. Trà chị em pha là ngon nhất thế giới đó. Vậy hả? Vậy thì càng không. Vì nếu tôi quen uống rồi thì cô sẽ phải pha trà cho tôi mỗi ngày. Chứ không phải ngày nào anh cũng đến đây hả? Anh có thể uống trà mỗi ngày mà. Chào mọi người. Chào, đi. Mình định pha trà nè, cậu uống không? Tất nhiên rồi Sanchi. Cô ấy đến đây để lắc lư.
Cô ấy chưa từng nói Sanji, để mình pha trà cho cậu nhé. Chỉ biết đến đây ăn uống sẵn thôi. Xem ai đang nói gì bà ơi. Dì Unka và chị đi, giống như Tom và Jerry vậy. Adu, ước gì chị có thể bẫy được cái lưỡi của dì ấy vào cái bẫy chuột như Jerry. Bẫy chuột. Thấy chưa gì, cô ấy làm phiền mọi người ngay khi xuất hiện. Nghe này Unka, nên có sự vui vẻ và không khí sôi động trong các lễ hội. Thấy chưa? Bà nội, sao con không thấy Raji đâu hết à? Mình ghé ăn nhẹ chút gì đó nha. Không đâu, em không muốn ăn gì. Hôm nay chúng ta phải làm lễ ngâm mình, em phải về sớm. Anh có muốn về nhà cùng em không? Không, anh cảm thấy hơi ngại đó. Tại sao? Mọi người đều biết chuyện chúng ta. Được rồi, chị nói em nghe. Sao anh lại nói dối chị của mình là đang ở Mumbai? Tại chị ấy mời anh về nhà và sao? Nghe nè, anh muốn rằng khi anh đến nhà của em, anh sẽ đến ra mắt một cách trang trọng. Nhưng mọi người trong nhà không cần điều đó đâu. Nhưng nhà anh thì không như vậy đâu em. Anh sẽ đến, nhưng anh sẽ đến cùng với ba mẹ anh. Được rồi, nói anh nghe, em đã cầu nguyện điều gì? Lời cầu nguyện không được phép tiết lộ đâu. Ủa vậy hả? Nhưng anh biết em cầu nguyện điều gì rồi. Điều gì? Nói em nghe đi. Tất nhiên là anh rồi. Raji, nghe nè. Nói anh nghe, có phải em cầu nguyện về anh không? Sunil, em gặp anh mỗi ngày rồi, sao em phải cầu nguyện chứ? Vậy nói anh nghe, em đã cầu nguyện điều gì? Em đã cầu rằng em có thể thành công sớm hơn trong công việc của mình. Không biết hôm nay liệu tôi có thể được thưởng thức món pudding một lần nữa không? Tất nhiên rồi. Không, nó là một lễ vật mà. Không biết lần này tôi có được nhận nó không ta. Lần trước cô biết đó, lần trước tôi đã nói xin lỗi rồi. Cô nói cảm ơn nhiều hơn đó. Nhưng nếu cô muốn, cô có thể nói xin lỗi lần nữa. Em đã chấp nhận công việc rồi hả? Dân. Nhưng không phải chúng ta đã nói rồi sao? Dân Sunil, em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó. Nhưng sau khi nghe chị em khuyên thì em đã hiểu được rằng em không thể nào khiến anh hạnh phúc nếu như em tự giết đi niềm hạnh phúc của mình. Nhưng sau khi lấy nhau, bố mẹ anh Sunina, nhưng trước khi chúng ta kết hôn, hãy để em làm việc được không? Nó sẽ làm cho CV của em đẹp hơn và có ích cho em trong tương lai. Được rồi, hãy nói anh biết sự thật. Em không cầu nguyện gì cho hôn nhân của chúng ta hay sao? Anh đã nói chuyện với bố mẹ anh về cuộc hôn nhân của chúng ta. Dạ, họ từ chối. Họ từ chối sao? Anh đùa thôi. Thật ra họ muốn đến nhà em và gặp gia đình em ngay đó. Thật sao Sunil? Thật. Đợi đã, em sẽ nói cho chị nghe. Không không, về nhà rồi nói cũng được mà. Đây là thời gian dành cho anh. Được rồi. Được rồi, nghe nè. Em luôn chia sẻ mọi thứ với chị gái của em hay sao? Vâng. Vậy em định sẽ kể cho chị ấy mọi chuyện sau khi chúng ta kết hôn luôn hả? Vâng. Mọi thứ. Sunil, các cô gái đều chia sẻ cảm xúc của mình với chị gái và chị dâu của họ. Đúng là như vậy. Nhưng họ không tìm kiếm ý kiến trong mọi vấn đề. Có một sự khác biệt lớn giữa tâm sự và hỏi ý đó ra chi. Chào Sanji, tôi sẵn sàng rồi. Khi nào chúng ta bắt đầu nghi lễ ngâm mình? Sau nghi lễ tôn kính. Được rồi. Cô đang làm món gì vậy? Bánh pudding. Tôi thích nó. Nhưng tại sao nó có màu nâu như vậy? Vì nó được làm bằng bột mì. Tôi hiểu rồi. Đừng chạm vào nó. Là lễ vật đó. Vậy hả? Ý cô là giống như lễ vật mà cô nhận được ở Gurudwara. Chú Ganesh chắc hẳn là rất vui khi ở trong nhà này đó.
Hương vị Punjabi và Marathi qua cùng với nhau. Cậu biết không, khi Adu và Raji còn nhỏ, chúng tôi đã từng tổ chức sinh nhật của hai đứa nó ở nhà. Và tất cả bọn trẻ đều rất là vui. Bọn trẻ được ăn Bahaji và Choli Hatu. Đôi mắt đứa nào cũng sáng lấp lánh. Và trước khi ra về, chúng còn hỏi tôi: chị ơi, sinh nhật tiếp theo là khi nào? Là vào ngày sinh nhật cô hả? Tôi không tổ chức sinh nhật của mình. Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi. Lần cuối cùng chúng tôi tổ chức sinh nhật cho tôi, mẹ tôi cũng chuẩn bị món bánh bút đinh giống như vậy. Và hôm nay, sau bao nhiêu năm, con gái bà đang chuẩn bị bánh bút đinh trong cùng một nhà bếp với chị cúng dường. Đó là một ví dụ đẹp về cuộc sống. Và nó cũng rất ngọt ngào. Phải không? Không biết hôm nay liệu tôi có thể được thưởng thức món pudding một lần nữa không? Tất nhiên rồi. Không, đó là lễ vật mà. Không biết lần này tôi có được nhận nó không ta? Lần trước cô biết đó. Lần trước tôi đã nói xin lỗi rồi. Cô nói cảm ơn nhiều hơn đó. Nhưng nếu cô muốn, cô có thể nói xin lỗi lần nữa. Hình như chín rồi kìa. Không, thêm một chút nữa. Nhưng tôi nghĩ chín rồi. Cậu nên kiên nhẫn hơn đi DB. Nhưng tôi thấy chín rồi mà. Còn bao lâu nữa thì mới xong vậy? Kiên nhẫn đi, thêm một chút nữa thôi. Không, tôi nghĩ là được rồi. Này, Sanji. Dân chị dâu. Chị về trước nha. Ủa, về sớm vậy chị? Sao chị không đợi đến lúc ngâm mình luôn? Không, em biết tính tình của anh trai em mà. Chắc là anh ấy đang đợi chị. Chị phải về rồi. Được rồi, vậy thì chị nhớ lấy lễ vật. Và lấy cho cả anh ấy luôn nha. À chị nè, qua đây thường xuyên nha. Chúng ta sẽ ngồi nói chuyện lúc rảnh rỗi. Đã khá lâu không nói chuyện rồi. Chị biết rồi, giữ sức khỏe. Chị cũng vậy. Cô ấy không phải là vợ của Pradeep sao? Cô nói chuyện với cô ấy thật thân tình. Tại sao không? Dù sao thì chị dâu của tôi cũng rất tốt bụng. Phải không? Dân, à tôi đến ngay. Coi chừng giùm tôi, đừng lo lắng, tôi canh cho. Đúng, tôi để qua ở đó. Mục sư à, để giật đây. Dân, nóng đó, cẩn thận. Được rồi, để ta dâng nó lên. Sao giờ này Raji chưa về? Mình phải gọi em ấy, không biết em ấy đâu rồi. Chị ơi, em đi đâu vậy? Lễ tôn kính sắp bắt đầu. Em gái, sao vậy? Chị ơi, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Em đã chấp nhận công việc hả? Chị ơi, có thứ còn tuyệt vời hơn là gì? Chị, bố mẹ của Sunil đã đồng ý cuộc hôn nhân của chúng em. Vui không hả? Có chứ chị, em hạnh phúc cực kỳ luôn. Chị biết không, em cứ tưởng ba mẹ anh ấy sẽ từ chối, nhưng Sunil đã thuyết phục được họ. Làm sao mà họ không đồng ý được chứ? Được rồi, mau cảm ơn thần linh. Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng cho nghi lễ tôn kính rồi. Mọi người mau đến làm lễ. Nhanh lên, mau qua làm lễ. Bà nội, bà ngoại. चढ़ायो अच्छा गजमुख को जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन जमता जय देव जय देव thần Ganpati thật vinh quang, cầu mong tốt lành, thật vinh quang. Thần Ganpati, thật vinh quang.
cầu mong tốt lành, thật vinh quang, thần Ganpati, thật vinh quang. Nhưng đồ lễ vật cho ngày hôm qua và hôm nay, vậy đó chị sẽ làm thay em đưa cho chị. Không chị ơi, để em làm cho. Cô đang làm gì vậy cô Sanji? Linh mục, chân em ấy bị thương nặng lắm, nhưng chỉ có đàn ông mới được phép làm điều đó. Tôi sẽ ngâm tượng thần Ganesh. Thần Ganpati, đã đến lúc đem tượng thần đi ngâm. Mọi người hãy cầu nguyện đi nào. Thần Ganpati, năm sau hãy đến sớm nhé. Hỏi thần Ganpati, khi thần đến vào năm tới, hãy phù hộ cho gia đình tôi có thêm thành viên mới là bạn đời của Sanji. Thần Ganpati, tôi chỉ có một lời cầu nguyện. Đó là năm tới bạn đời của Sanji sẽ đứng bên cạnh con bé, và trên tay con bé sẽ là cháu cố của tôi. Con à, sô-cô-la của con đây. Ông à, con đâu còn nhỏ nữa. Năm nào ông cũng tặng con sô-cô-la hết đó. Con gái à, dù con có trưởng thành thế nào đi nữa, nhưng trong mắt ông, con vẫn là một đứa trẻ thôi. Đã đến lúc ngâm tượng thần rồi, mời mọi người di chuyển ra ngoài. Này, em có sao không? Không sao đâu chị. Em khiêng được tượng thần không? Được, em khiêng được. Nào để chị giúp. Không chị ơi, em làm được. Được rồi. Thần Ganpati, vinh quang. Năm sau, đến sớm. Thần Ganpati, vinh quang. Thần tượng tốt lành, thật vinh quang. Năm sau, đến sớm. Thần Ganpati, vinh quang. Thần tượng tốt lành, thật vinh quang. 1, 2, 3, 4. Vinh quang cho thần Ganpati. Thần Ganpati, vinh quang. Thần Ganpati, vinh quang. Thần tượng tốt lành, thật vinh quang. Năm sau, đến sớm. Thần tượng tốt lành, thật vinh quang. Thần Ganpati, vinh quang. Năm sau, đến sớm. Này Adu, sao vậy em? Đau lắm không? Để đó, chị sẽ làm thay em đưa cho chị. Không chị ơi, để em làm cho. Cô Sanji, cô đang làm gì? Linh mục, chân em ấy bị thương nặng lắm, em ấy không thể xuống đất được đâu. Nhưng chỉ có đàn ông mới được phép làm điều đó. Mục sư à, em ấy không thể xoay sở được dưới nước với cái chân này đâu. Để tôi làm được không? Tôi không thể làm trái với phong tục được. Nhưng mà
Chị ơi, em sẽ cố gắng. À đúng. Thần Ganpati, thần Ganpati. Tôi sẽ ngâm tượng thần Ganesh. Thần Ganpati, thần Ganpati. Thần Ganpati, vinh quang. 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 Thần tượng tốt lành, thật vinh quang. Thần Ganpati, vinh quang.